Silicum. 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 Tôi nói Silicum là xin chào tất cả mọi người. Tôi là Sạn Sệ. Hiện tại tôi đang công tác ở bên Dubai Silicum. Và đang thưởng thức ở trên một bể bơi ở trên sân thượng rất là đẹp. Hôm nay thì hai bố con nhà Sạn Sệ sẽ thử làm một gọi là vương giả một hôm. Đấy. Bố con mình thì chỉ có mấy quả quả táo đỏ này là đặt táo đỏ Mỹ nha các bạn nhé. Hiện tại bây giờ thì đang là mùa Covid, táo Mỹ về rất là đắt. Đấy, đấy 5 quả này là 1 ký này các bạn này. Đấy, rất là vương giả luôn. Thì hôm nay bố con mình ngồi trên bể bơi và sao hoa những quả táo hoành tráng nhất. Yeah. Đấy. 5 quả táo 2500 đô mà cứ phải ôm như thế này. Con không ăn đu đủ thì con nhường bố. Ừ. Con táo. Táo rửa tại trận ăn luôn con ạ. Ừ. Tiền của mình thì cứ bay lung tung leng teng này đấy. Lại 10.000 đô nữa các bạn. Đầu tư hai cái ghế này nó cũng rơi vào tầm 2500 đô. Ăn đi con. Rồi, táo sẽ để đây để ướp lạnh để tí nữa bố sẽ ăn và bây giờ bố sẽ ăn đu đủ trước. Sạn Sệ và Nhất Anh TV mời các bạn nhá. Mình ngồi kiểu vương giả con ạ. Rất là ngon luôn. Nhẹ nhàng để cho bố thả trôi sông à. Nhẹ nhàng. Rất là hợp lý. Cẩn thận, cẩn thận. Nhẹ thôi nha, nhẹ nhàng thôi nha. Nhẹ nhàng thôi nha. Nhẹ nhàng nha. Thật là nhẹ nhàng các bạn. Đây là những quả táo Mỹ. Rất là kinh khủng luôn. Đó. Mình sẽ cầm cái dĩa này các bạn ạ. Ôi giời ơi, rất là tuyệt vời. Mình sẽ ăn táo đỏ. Kiểu này mời các bạn nha. Táo vàng nha các bạn nha. Ngon quá. Rất là ngon luôn. Này em. Ôi 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 ôi. Thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Con này ngon không? Sướng không? Quá là phê luôn. Vào giường bố. Ngon dã man các bạn ạ. Ăn xong thì hai bố con mình sẽ bơi. Rất là tuyệt vời luôn. Con thử ăn đi. Có bố ngọt cực luôn. To bà. Ngọt nè. Ngon à? Ngon bằng quả con không?
Mình ăn xong quả này mình sẽ tắm theo kiểu à người có tiền em. Nước mát xong ăn một miếng xong rung mình luôn. Mình tắm nắng luôn sướng nhỉ. Kiêu quá. Người hầu đang mang rượu đây. Bây giờ thì gọi rượu đi con. Gọi chai Chivas 30 ra đây để bố con mình uống. Ok. Mình sẽ bơi nha các bạn nha. Mình bơi theo phong cách Dubai. Đây là mình tắm nắng các bạn ạ. Cả kính của đại gia đây. Đây, đại gia đây. Nhanh lên nào. Đây. Thu dọn chiến trường, gọi rượu ra đây. Rượu đâu? Không. Rồi, đại ca là phải đeo kính vàng. Đại ca là đại gia mà. Ê, mang này ra kia. Ok. Gọi rượu nhanh lên, không là ta không uống nữa đâu. Ok. Anh em nhìn thấy ta thế nào? Hoành tráng chưa? Sành điếu chưa? Đủ để sai người được chưa? Rượu đâu? Đây. Đâu? Đây. Ồ. Mấy thằng phục vụ đâu hết rồi nhỉ? Phục vụ á? Phục vụ đi chơi rồi. À. Sướng quá các bạn ơi. Về luôn. Hướng mặt trời tắm nắng. Bao phê. Đeo quả kính. Dubai. 100.000 đô Dubai nhìn rất rõ nét. Nhìn xa xa cái máy quay này mà mình không nhìn ra cái gì. Lét đi. Không nhìn thấy gì anh em. Mở mắt ra cái nó có. À. Không bị sưng mắt nữa. Sưng mắt cái nhé. Có quần nhá. Kính Dubai cũng đẹp đến mức độ đấy. Đẹp lắm các bạn ạ. L'esprit brésil con amor zali borso. O gran brésil zara pa ti crobra. Nói tiếng Dubai đi con. Dạ? Nói tiếng Dubai đi con. Mình đang ở đây bên Dubai. Con biết nói. Di gran burasi sacro. Đấy các bạn ơi. Bố sao dạy mình đang sung sướng. Rất là sung sướng, rất khỏe, đang tắm nắng nha các bạn nha. Di kota mara di doko da ya. Nugara tere zoro matte ni sono. Brezzo di marie? Baffi? Malu? Baffi ya? Assalamualaikum. 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 À, tôi vừa nói Silakum là xin chào tất cả mọi người.
Tôi là Sanse. Hiện tại tôi đang công tác ở bên Dubai Sadakum và đang thưởng thức ở trên một bể bơi ở trên sân thượng rất là đẹp. Hiện tại thì tôi cảm thấy rất là thoải mái. Mình là một người nhiều tiền, mình phải sống hết những gì mà mình cảm thấy chưa được thỏa mãn này. Thì mình vẫn cứ thích là có đồng tiền đó mang đi để thưởng thức những cái gì mà nó mới lạ nhất. Ví dụ như là sang Dubai, ăn đu đủ dát vàng, đeo kính dát vàng, đây kính dát vàng này. Rất là sướng. Đấy các bạn ơi. Trướng quá các bạn à. Xin chào các bạn. Mình là người Việt Nam, nhưng mình sang Dubai được 20 năm rồi. Bây giờ mình nói tiếng Việt Nam không được soi lắm. Xin các bạn thông cảm nha. Phê luôn. Hướng mặt trời tắm nắng. Ba quả táo này. Thôi tiết kiệm không ăn nữa. Vương giả gì thì vương giả cũng phải nhớ đến vợ con chứ. Vẫn phải phần cho hai đứa con ở nhà mới cả cô vợ ở nhà chứ. Đúng không Vân? À. Cất mang ra kia. Để tí con cho mẹ cho em. Đấy các bạn ạ. Có đi ăn uống ở đâu thì ăn uống hay làm gì thì làm. Có tiền nhiều đến đâu thì tiền nhiều, nhưng mà ăn xong là cũng vẫn phải mang đồ về cho vợ con đấy chứ. Ok anh em. Bây giờ thì bắt đầu đến giây phút tắm thôi. Bây giờ thì sẽ hụt lặn nha. Kiểu giống người có tiền chứ con. Bơi kiểu nhiều có tiền á. Bơi kiểu người có tiền ấy. Như thế được chưa? Được rồi bố. Chưa được à? Chưa. Có cần phải làm lại không? Làm lại luôn. Làm lại nha. Ok luôn. Bơi hụp lên nha. Ok luôn. Ok hả đó. Các bạn đã nhìn thấy chưa? Hai bố con mình chỉ giả vờ sống kiểu vương giả 10 phút thôi. Đấy, để xem là tình hình này.